đám tay sắp vô chú. 5 giờ chú đi thăm rồi. 5 giờ đi thăm đó, tới giờ này có khi 11, 12 nó không có gốc đó ha. Thì mình thăm nó sẽ dỗ chút. 10 giờ, 12 giờ mới về con. Chứ thấy nhiều người nó bệnh rồi, con cháu nó lo tội vô. Cái cha nó dành thấy tội luôn. Còn công an vừa làm là không được nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và trên cái đoạn đường di chuyển á, thì Bùi Hồ gặp một cái ông chú cũng khá là lớn tuổi. Và hình như là chú đang giăng lưới nè. Rồi thậm chí là trên một cái chiếc xuồng á. Chắc có lẽ vì nó đã bị vô nước rất là nhiều nên thành thử là chú này phải mua một cái tấm bạc trùm lại. Và trên đó là có củi nữa kìa. Trên cái chiếc xuồng của chú có củi nữa kìa. À, tình cờ gặp chú thôi. Chú ơi, chú lại coi tí xíu được không? Chú cháu mình nói chuyện tí xíu ơi. Hôm nay đi á thì không có chuẩn bị bộ mít gì hết á, nên là nữ là tình cờ gặp chú, chia sẻ cho cô bác anh chị được biết luôn ha. Chú năm nay là bao nhiêu rồi? 73 rồi. Trời, 73 mà còn đi xuồng còn khỏe ha. Dạ. Tình cờ đi thôi cô bác anh chị. Nên là nữ là gặp chú. Bảy mươi ba tuổi rồi. Cái chiếc xuồng của chú sao mà nó băng bó như vậy? Dạ. Cho con hay gì? Cho hay bán? Ôi trời, người miền Tây hiếu khách lắm. Gặp nhau chưa biết vẫn cho. Quang bảo cái gì? Chào chú. Chú tên gì? Chú hả? Tên Bên. Chú Bên hả? Chú ở đâu chú không biết rồi. Con cũng gần gần đây mà con không biết chú, tại con đi vòng vòng á. Chú Bên là 73 tuổi rồi. Năm nay 74 rồi đó. Năm nay 74 rồi hả? Chú già lúc mẹo kia hả? Dạ. À, chú dân để mà ăn thôi hay có bán không? Cũng bán nữa, cả lô ký nè. Khi bán là 20, dạ. 25. 20 ngàn ký. Ừ. Dạ. Hôm Tết bán được 25. 25 ngàn ký, ngày bán được mấy ký? 5 ký, 3 ký. Hên xui có bữa nay nó dính quá trời nước rông là nó dính với nó trống nè. Dạ. Trống hết xui dính rồi. Chú dân lưới lâu chưa? Thì hổm thì lội không à. Mấy nhỏ cho chiếc xuồng nó mua mũ nè. Ai cho? Bình. Cho chú chiếc xuồng này ha. Xuồng này nó bể nó đủng, tôi lắp thế vô tôi mua mũ tôi cá lậu gì nổi nữa. Lậu bỏ hổm lúc đầu tội vô mấy nó cho cái áo gió nữa đó. Dạ. Giờ cái này mình vớt củi rồi nữa thêm cũng đỡ. Ở nhà thì chú sống với ai? Thì gặp bà xã đó. Rồi bé về trên này ở. Nhà của chú trước đây ở đâu? Bởi vì dưới này là cái nhà của bé Nô chứ, biết không? Không, con không gần. Rồi bây giờ là cư dạ, ở chung với bà xã. Rồi giờ nghèo rồi, khổ rồi, bỏ nhà để nhà cho thằng Út nó làm ở thành phố á. Ừ. Rồi nó làm năm nay mà không khá, công ty nó không khá, thầu giác nó leo lắc. Chứ nó cũng gửi tiền gì, có khi tháng hai tháng nó gửi về 500-300 nó cũng được điện với ăn uống rồi đó. Dạ. Không có làm được, tôi cũng bột vạch mấy nhỏ đó, nó không có cho. Chú làm nghề giăng lưới này lâu chưa? Lâu lưới này tôi lâu à, hồi còn sức á, 50-60 cũng làm nữa. Dạ. Giăng lưới với câu không à, chứ không có làm bị mình không có đắt đó. Rồi là làm mưu sinh cuộc sống gì không. Ngày thu nhập thì khoảng mấy chục ngàn thôi. Thì hên xui vậy đó. Rồi đó là nếu mà có nước vậy đó, bữa nay có thể 4-5 ký rồi. À hả? Rồi mình nếu còn sống hết thì mình bán được 3-40.
Dạ. Rồi khi 2-3 ngày mà nghỉ ngày cũng không chừng nữa. Dạ. Cũng mua sinh làm hoài vậy đó. Vì bữa nay đám ma với nữa nè. Dạ, rồi cá lao kiến là 20 mấy ngàn ký, 20 ngàn ký. Dạ, 20-25 không đó, bị dân lưới thưa. Dạ. Dân tới tính ra cả chục ra lưới rồi, cũ mới rồi. Dạ, lưới lúa đó là mình được mấy mùa? Trời ơi, nó dân mười mấy bữa là bỏ rồi. Lưới hả? Ừ, bị 60 ký là rất lắm chú ơi. Dạ, xích vô đi chú. Dân là sống hàng ngày được đó, chứ cái dư là không có dư đâu. Dạ hả? Ừ. Một tay lưới là nhiêu tiền mà mười mấy ngày bỏ rồi? 180-200 không đó. Dạ hả? Là mười mấy ngày tối đa là bỏ là một tay rồi đó. Rồi dân có đủ tiền mua lưới không? Thì nó đủ chứ, đủ sống rồi, giặt kia đóng tiền điện rồi này kia đó. Dạ, xích vô đi chú, kéo xuồng thì xích vô. Lưới này mà lúc trước không có chiếc xuồng này á là chú lội không hả? Lội ra bà, lội nó có khi lúc đầu mấy con kinh rồi đó. À. Kinh này cũng lội đó, rồi lội qua có cái áo phao. À. Cháu nó cho cái áo phao. À. Thấy cũng tội nghiệp lắm, nó thấy mình làm đó rồi sợ lạnh lẽo cúm rồi đó. Dạ. Sợ chết bất tử. Đúng rồi, già mà. Sợ cũng không khỏi. Chú tính bây giờ già bộ làm bộ sinh cuộc sống rồi. Rồi mày lại giờ mày làm mướn rồi giờ không ai mướn, mày làm đâu có nổi. Dạ. À, tôi thấy rõ ràng xe tay đi xin không được. Sao vậy? Đi xin sao được? Như tôi giờ còn tay chân gì mà đi xin ăn rồi sao mà xin được? Dạ. Thấy tội chỗ đó thôi, mình lo sống hàng ngày vậy. Xin thì cũng mắc nợ. À, mắc nợ đó. Nào đây. Có khi dầm này người ta cho được chục ký gạo. Có khi người ta thấy mình nghèo đó. Rồi người ta bố thí vấn đề dầm là cho được chục ký gạo. Mà ngày nào chú cũng đi làm hay là 2-3 ngày mới đi lần? Nếu mà tôi không có đám ma đám bọng là vậy đó. Tôi bỏ là sáng thăm chiều thăm, sáng thăm chiều thăm. Là... Sáng mấy giờ chú đi dân? Coi như hừng sáng là nắm tay con vô. 5 giờ đi thăm rồi. Dạ. Nắm tay xách vô chú. Ừ. 5 giờ chú đi thăm rồi. 5 giờ đi thăm đó, tới giờ này có khi 11, 12 nó không có gốc đó ha. Thì mình thăm nó sẽ dẫu chút. 10 giờ, 12 giờ mới về con. Dạ. Nó khác mua có sâu gõ theo gì đó. Đâu mở con xem mới. Hả? Ăn chưa? Chưa nè. Nó mua có sâu tới giờ này biết mấy giờ chưa hay nữa. Gần 11 giờ rồi. Đó. Thấy không, chưa ăn nữa nè. À, gói bắp hầm. Ừ, bắp hầm đó, rồi chưa ăn nữa đó. Nhiêu tiền? 5 ngàn. Sao không mua ăn cháo đồ? Ăn không được. Sao không được? Để cháo trời sao tôi không ăn, ăn sợ nó bệnh. Vậy tôi có khi nấu cháo trắng ở nhà mà thì cái khô béo quất. Không ăn cháo chợ. Dạ. Hai vợ chồng quất thì chứ không. Chú với vợ của chú có con không? Không. Nhờ vợ tôi không có đứa con nào hết á. Tôi rồi tới 4 đứa rồi. À, vậy là chú hai dòng. Hai dòng ha. Thì vợ tôi chết tới 10 năm rồi. À, chứ chú mới ở với bà mới sao này? Gặp bà này là được năm mấy rồi đó. Dạ. Cái này cũng coi như là bầu bạn. Nuôi và nuôi nhau khi bệnh hoạn rồi đó. Rồi mình nuôi lãnh ra nhau thôi chứ còn mình cũng không ham muốn gì chú ơi. Đúng rồi. Nó không con. Rồi nó cũng bệnh nữa. Nó bệnh tiểu đường rồi với khớp rồi đó. Rồi thấy như vậy rồi thôi bây giờ cũng như cái duyên với cái nợ mình trả nhau rồi đó. Dạ. Gặp cái... nhau để bầu bạn lúc tuổi già bầu thôi. Bầu bạn lúc già với con mình bây giờ điện tới rồi nó về nó nhà chết mẹ rồi. Phải không? Dạ. Mình đi mằng xa ở công ty rồi mỗi lần về chú thấy đâu phải dễ. Rồi điện cái thì nó về thì ở nhà mình chết mẹ, có vợ có con rồi mình ấy đó, từ từ mình đi bệnh viện rồi này kia cũng đỡ. À, cứ mua thuốc rắn hút vậy á. Không là thuốc rắn thôi. À. Tôi cũng có chơi điếu. Cái điếu nó nhẹ và nó tốn rồi chú tính 10 ngàn, 13, 15 ngàn gói. Dạ. Rồi thuốc bích trô thì 70 ngàn mà mày hút dùng chân lưới này 1 ngày 2 gói đâu cũng đủ. Đúng rồi. Thuốc rê này mình mua là 40 ngàn, 42 ngàn phải không? 100 gram cái mình hút là mười mấy bữa rồi, tính ra một ngày không được coi 40, mười mấy bữa mình tính ngày không được 5 ngàn bạc, mà mua cái thuốc là mười mấy ngàn rồi.
mình cũng phải tính lại thôi, chia ly lại. Ừ, mình phải tính, mình chiết bán ra lại chứ mình nghèo mà mình phí quá mà đâu có được. Con thấy là ở trên này là không những có cá mà có củi nữa. Củi là chua. Củi dữ lắm. Củi đây dữ lắm. Cái này là tôi bị tôi cuốn giết về là sợ đói nè, chứ tôi cắt cái thuộc coi xuồng không ạ. Rồi có khi mơ chịu là mà hay mua được mình bán 100-200 đồng thức củi cơm cũng được đó. Cũng vớt về mình chậm rồi có dư rồi mình bán. Dạ. Mình tính cho nó tiện vậy đó, cái nghèo của mình là không có cái nghề nghiệp mình làm là buộc phải vậy đó. Gần già thấy cũng còn lam lũ quá ha chú ha. Dạ. Tôi sức khỏe tôi còn nữa. Dạ. Còn có cái mắt là hơi chảy mắt sống là hơi mờ mờ vậy thôi, lớn tuổi rồi phải vậy thôi chứ không có gì hết. Trong mình nó chưa có thấy gì hết. Dạ. Dạ. Ngoài cá lau kiến thì còn cá gì nữa không chú? Cá lau kiến có khi cá rô phi, cá rô phi có khi 5-3 con. Chú dỡ con cá lau kiến lên cho bà con cô bác của anh chị biết rồi, chứ con thì biết rồi. Cá lau kiến, cá này là loại cá cảnh á. Ừ, cá cảnh. Lúc trước nó là dùng để lau kiến cô bác của anh chị. Nên là cá nữ là kiến mình kêu dạ, vậy nên là nữ là sau này cá này xanh nở nhiều lắm. Và lúc trước thì không có ăn được. Nhưng mà ít người ăn lắm, nhưng mà sau này thì mọi người biết cách ăn, biết cách chế biến thịt nó thơm hơn. Nên bây giờ là bán được, chứ lúc trước đây là bán không ai mua đâu. Thứ hai nữa là bây giờ nó mới biết luộc xả ha. Theo đúng ra bây giờ nó cái này đó ha, bị tôi mặn nó thường xuyên tôi ăn đó. Nước dừa tươi mình đó ha. Là chú luộc xả cái coi, rồi nước mắm mà đừng có làm nước mắm. Muối ớt đó. Rồi chú đặng chanh rồi chú ăn biết ngon, ăn không thôi đó. Lúc trước là cá này người ta không có ăn đâu. Không ăn. Mà khoảng ăn một vài năm trở lại đây thôi. Chắc có thể là do người ta biết ăn rồi người ta truyền miệng với nhau á. Rồi còn cá mè dinh đâu? Không có cá lau kiến đâu, chứ không có cá gì cá rô phi. Cá rô phi đâu? Con coi coi. Thì lưới cám luôn. Cá rô phi thì bán rẻ lắm. Ừ, cũng 20-25 à. Chứ không có nhiều. Nó nằm đâu rồi không? Ồ, bữa nay một xuồng cá luôn kìa. Ừ, nó quá trời nữa nè. Bữa nay bán có thể được 50-100 à. Nó sống không nó lội đâu đây nè. Cái rô phi cá cũng bự luôn à. Rồi người ta mua là chú đem về nhà mới đi bán hay sao, hay là đem về nhà người ta mua. Ờ, à, con cá đó nè. Ờ, cá thác lát luôn kìa. Thì lâu nó dính con, chứ đâu phải dính nhiều như cá rô phi đâu. Con cá thác lát cũng to ghê chú. Cá thác lát nó mắc lắm. Ờ, cá thác lát bữa dính 2-3 con nè. Cá rô phi là nó kêu hả? Ê, ê, ê. Thôi được rồi chú ơi. Để thôi chú tới đi tới đi lui khó quá. Cái lục phi bự không? Ơi, đạp thuốc. Cái chiếc xuồng, ờ cá thác lát to á. Chết rồi. Còn sống không chú? Cá thác lát đó thì xương nhiều lắm, nhưng mà biết nạo ra nấu canh ăn tuyệt vời luôn. Thứ hai nữa là ta mặn bằm hũ qua, cái gừng hũ qua. Giờ dùng khô qua. Người ta xay ra. Có cái xây. Lớn tuổi thì vẫn còn làm lũ thấy vất vả quá. Thì đó, bây giờ cái số kiếp mình số phận, số nghèo rồi, cái tiếp này rồi mình chịu rồi. Chịu rồi. Chứ cũng phải làm, chứ giờ sống chứ không lẽ xè tay đi ăn xin. Cũng mang cái tội nữa, phải không? Thôi mình làm bao nhiêu, mình sống nhiều mà thấy thiếu thì mình nhận thêm người ta mà hỗ trợ đó. Mình nhận thêm chục, 20 lít gạo mà nó sống hàng tháng. Chú có mong ước gì không? Hả? Chú có mong muốn gì không? Tôi mong muốn hả? Có mong muốn cái gì? Bây giờ muốn sống cho nó đầy đủ, cho nó khỏe, cho mình dưỡng già. Chứ bây giờ là có gạo sống ăn được rồi. Cá mắm mình xuống mũi tay cái mình lên mình kiếm 2-3 cá gì đó mình ăn cũng được đó. Chứ mình ăn chi nhiều gì cực khổ dữ lắm chú ơi. Ngày này là đi thăm hai lần. Thì sáng chiều không đó. Chiều là mấy giờ chú đi bổ? 6-5 giờ thì bữa là 8-9 giờ tối mới rồi đó. Rồi mấy giờ mới thăm? Tôi bỏ cầm luôn đó là thăm không đó.
bữa chịu cực bữa đầu đó ha, đi thăm không đó, rồi không bữa nữa. Ừ, tại đuối quá, bởi vì cú bộ đuối dữ lắm. Chịu mà chú bộ đâu. Lưới là chú phải lội nước hay là ngồi trên xuồng? Ngồi xuồng còn hổm thì lội đâu có dân nhiều gì, rồi dân đủ ăn không chứ đâu có bán. Nay có xuồng đi nhanh hơn đó, bây giờ có xuồng mới đi dân đó. Thì giờ ở đây chú hỏi là hết là tu dân là năm ngoái năm nay ta biết hết trơn rồi, biết cuộc sống của mình cũng khổ. Ờ, khổ cầu gỗ có khi qua cái sông Quờ tôi chạy xe đạp bến tu dân mấy cái mương mà đó. Nhưng mà sống với cảnh sông nước gì thấy nó cũng thả hồn theo đấy cũng ừ. Mọi người thì thấy nó thơ mộng lắm, tuy nhiên thì cuộc sống của người dân thì vất vả lắm. Thì nó có gì đó chú ơi, nhưng mà mình phải ráng cái số phận của mình rồi, chứ ai cũng muốn cực khổ gì bao giờ đâu, theo chú đó thôi. Rồi đó là đi cực khổ từng tuổi tu rồi tử giờ hưu không đó chứ đâu có đi mà vất vả gì. Thôi chú nói chuyện với chú chút rồi tôi còn hai tay nữa cuốn chút gì xíu đi cơm. Nói chuyện con tí xíu nữa đi chuyện cơm bây giờ đói bụng rồi đúng không? Đói rồi thôi không ăn nữa là chú biết rồi đó. Ở nhà là giờ đợi cơm mà đúng không? Rồi giờ lo rồi đó. Vợ lo, có vợ lo cơm thì cũng khỏe không? Không. Thì nó nhẹ đó. Chứ không có vợ, trời ơi, về đây rồi chú tính lên bắt đồ cơm cái nữa, rồi bằng cá cái nữa. Mệt dữ lắm chứ bộ. Dạ. Nó xuống dữ lắm. Ừ. Đủ trẻ mà chưa chắc thì nó làm được như tôi đó. Uh-huh. Nó làm là biến đó, rồi mệt quá nó không chịu nổi. Dạ. Vì mình nó quen rồi. Mình thử ra là từ hồi mà có con rồi hay là bắt đầu có vợ lớn đó là màng là nuôi cũng câu lưới không? Có nghĩa là vợ của chú mất rồi, sau đó chú không sống 10 năm một mình. 10 năm là mới gặp bà này đó, cũng cái nợ hay gì đó. Cũng cái nợ cái duyên là nương tựa với nhau thôi. Ừ, nương tựa với có khi nào là chú đi dọc đường thì chú hái rau muống giống vậy không? Có. Hái rau muống về nhà nấu canh chua. Thì đó thì tôi cá rô phi hoặc có cá lạ lạ nó dính để nó chua ăn cho nó khỏe. Chú có bao giờ ước muốn mình có được cái chiếc xuồng mới không? Tôi cũng ước muốn vì tôi xuồng này nó bể dữ lắm rồi, cái loại Cần Thơ mà nó ngâm 2 năm rồi, lên tôi đóng giáp không đâu có chát bồng ngay đâu, giáp mũ vô rồi đi không đó, đóng công đâu chịu có chết. Chiếc xuồng mới giờ nhiêu tiền chú biết không? Cũng không có hỏi mà biết nữa. Trời ơi, nó kêu 1-2 triệu bạc không rồi chú ơi. Giờ có cái xuồng cũ ngoài nó kêu mà cũng xài được. Cũng mụn ngoài mà nó kêu bắt tới 1.5 triệu rồi. Quá trời ơi. Thêm có cái miếng ngủ này mà có 200-300 ngàn đó mà còn mình lo còn muốn mệt này. Chú tính nghe lại 1 triệu chứ hết. Dạ hơn. Có miếng ngủ thôi mua cũng không nổi thì kêu mình chỉ mua chiếc xuồng. Biết mũ gì để mà lo tiền mua còn mua không nổi đó. Dạ. Mà giá con bịch đó, chú tính này, sao mà nó còn định hoài. Bởi vì mình không có chát, nó bể lỗ nào cũng đấy, bè nó bể chơi rồi mà sao nó còn cái bộ công quá. Nó đóng giả là nó cứng rồi, mua bước tới mà luôn, bước sợ lũng rồi đó. À, sở dĩ Bùi Hồ mà có được một cái đoạn ghi hình ngày hôm nay á, là gặp chú cái tuổi một là cái tóc của chú á lớn bạc. Tuổi rồi, bạc rồi, lớn tuổi rồi. Hai là cái chiếc xuồng á, nó không còn là chiếc xuồng nữa mà giống như một miếng mũ nổi dưới sông á. Rồi nên là nữ là gặp củi trên này nữa, lãnh khỉnh đồ. Nên là nữ là Bùi Hồ muốn ghé tìm hiểu về cái cuộc sống của chú để chia sẻ cho cô bác của anh chị biết luôn. Yeah. Ngày mai chú có dân mốt chú có dân ở đây không? Thì dân đây không đó. Chú tên gì? Tôi tên Bên. Chú Bên ha. Yeah. Bây giờ chú bán cá đó cho con được không? Bán cá lau kiến thôi. Được không? Bán hết đó nhiêu? Đàn ông biết nhiều rồi. Bây giờ chú nói thử rồi, chú nghe nói con biết rồi. Đâu có biết nhiều nói. Giờ nó đó rồi nhiều đó 10 mấy ký rằng à. Gì nhiều 10 mấy ký chứ vậy? Ừ, 10 mấy ký rồi. Là nhiêu tiền? Con này là 5 con ký, 5 con ký á. 5 con ký, 1 ký nhiều? Ừ, thì ký bán ra có 20 à. Là mấy ký lận nhiêu? Hôm đó là 25. Vậy thôi lấy vài về lấy vài ký thôi, lấy khoảng 10 con thôi. Ừ, thì mua, có bọc không? Chú. Bọc chứ không có quá. Chú lựa cá lớn rồi chú luộc ăn chú khỏe. Dạ, hôm nay thì Bùi Hồ còn không có
chuẩn bị vì tiền bạc nó nhiều của quý mạnh thường quân á, cũng tình cờ thôi mà cũng gần vậy nhà. Là chú đi phóng viên hả? Dạ không, con đi chơi thôi hả? À. Vậy hả? Để con kiếm cái bọc cho chú ha. Có không? Để con lên trên bờ con kiếm. Có rồi chú ơi. Cũng may mắn á. Con mới lên này có nè. Khỏi lấy lưới coi chú. Chú lấy chừng 10 con, 15 con được rồi. Là ký 20, 3 ký là 60 đúng không? Lấy cá bự hay cá nhỏ? Con đâu ăn đâu, mua cho ta. À, cá này là cá lâu kiến hay còn gọi là cá chùi kiến. Con cá này trước đây người ta dùng để nuôi cảnh thôi, nhưng mà sau cái thời gian mà bỏ dưới mấy cái con kinh như thế này nè cô bác anh chị, tụi nó sanh sản nhiều lắm, nên thành thử là bây giờ đó thì nó lại quậy cái mấy cái ao dữ lắm, nó lại khoét lỗ đục lỗ nhiều lắm. Người ta tìm cách, người ta thậm chí có nơi người ta tìm cách người ta diệt con cá này nè. Thứ hai nữa là ta nuôi hầm nữa, nuôi hầm cá bự lắm nha, nó để vài năm mà cá cỡ này. Nhưng mà con cá này thì sống ở dưới cái dòng nước chảy như thế này nó không bị tanh bằng nuôi hầm. Thay vì miền Tây thì cô bác quý anh chị sẽ gặp nhiều cá như là cá linh, cá gô, cá những loại cá mè dinh, cá khác nữa. Thì bây giờ cá này nó nhiều hơn. Thôi nhiêu được rồi chú, nhiều quá rồi. Để chú bán cho người kia nữa. Trời ơi. Trời. 15 con mà chú thấy nó ớn không? 15 con, 15 ngàn. Được không? Ừ. Hay là con mua chú tặng gói thuốc rồi. Mà chú đâu biết con đâu. Vậy mới chịu chú gặp tôi chú cũng biết gì vậy. Vậy hả? Chú đâu có ngại rồi đó. Lỡ cho thôi lấy được không? Được. Được không? Chịu không? Được. Mà công của chú là vậy sao ai chịu? Như chú không chịu chứ chú nói chơi với tôi vậy chứ dễ gì. Sao biết? Nhìn con biết hả? Ừ. Bởi nhìn vì cái tinh thần mà bởi tôi hỏi chú là cá rồi ký không bắt mới ăn đó. Dạ. Thôi rửa tay rồi ăn miếng xôi đi, để thôi vợ đợi, rồi đói bụng xỉu. À. Hả? Ăn rồi mới bắt đầu đi cuốn. Dạ, ăn rồi đi cuốn tiếp còn đi. Còn tay nữa. Dạ, chú cháu mình nói chuyện chơi luôn. Còn cá thì thiếu đi, hết tiền rồi. Ừ. Có những bữa ăn nó đơn giản vậy á. Thì chú ăn bữa ăn đơn giản rồi sâu với bắp vậy đó. Quy định buổi sáng là bao nhiêu? À. Bữa đi làm. Đi làm rồi tôi ăn cháo nhà không à. Mà bữa nay bị vợ tôi nó đi đó. Dạ. Rồi nó mua biểu nó mua sâu luôn nè. Ừ. Đi bán á. Ừ. Chú gửi tay cho kiện ký tí để nó bị tanh cá. Này không có muỗng gì vậy. Hình như là quên đem muỗng rồi. Thôi đi, bóc không được đâu. Người ta bỏ quên bỏ cái muỗng ở trong ca đá có không chú? Có đó trà đường hay sao? Người miền Tây thích uống trà đường lắm. Không biết nó cho gì để nó nét. Nét cà phê hả? À, hành ra là con nói đúng không? Có cái muỗng đó là ăn được rồi. Có vợ lo vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thấy cũng được vui vẻ. Thứ hai nữa là mình ăn nó bán nữa, là ông mình đi bán cũng ngại đó. Có tình cảm với nhau là được rồi. Chỉ ước mơ là được cái xuồng mới thôi đúng không? Nói gì có cái xuồng được thì cái mình ăn nó khỏe người đó. Thấy cái dầm của chú cũng tự chế luôn. Cái dầm này là ông này nè. Cho gì 50.000 bán ra. À chuốt à, mượn chuốt giùm tại nhà có mấy chuốt á, không có đủ đồ theo đúng ra là không có rồi xin ông cũng được nữa rồi cho có tiền uống trà. À, có cái muỗng có cái muỗng kìa. Thôi để trên hồ xuồng ấy. Dạ. Tính rồi không có cái muỗng. Tại một buổi trưa vội vã của chú ha, cô bác anh chị thấy không? Cái gì?
ngon chưa? Ngon. Ngon mình trước tinh nè. Mình lao động về cái ăn biết ngon lắm. Dạ. Chứ còn ở nhà có khi là chú ăn không hết hả? Dạ. Có gì đó. Tại có số mạng chú ơi. Hồi trước giờ mình cũng không có đắp cát hết. Sống đi gần lưới sống chỗ này chỗ kia trời tôi dắt hồi còn cái thời đó là tôi dắt bên Vĩnh Hưng là nhiều nhất. Vĩnh Hưng Long An á. Ừ. Vĩnh Hưng vô Phú Lợi Gò ớt xuống mà một quá hồi tôi mới dân lưới tôi dân câu xuồng hồi đó sắm xuồng mới rồi mà máy con ra tôi chạy tôi đi ăn dữ lắm câu lưới mùa nước rồi thì câu sơn trường lắm nha tại cái số mình cực dạ dạ có thấy mình vẫn còn khổ vẫn còn lao động gì có tuổi thân không chú? Ừ. Chú có bao giờ mình còn sức lao động được đó đã thế như từng tuổi này nhiều người chú thấy không nằm tại chỗ rồi mà con cháu rồi mà lo mà còn lo tiền bạc mà lo còn không được tuổi số mình cực cũng sức nó không được cũng nhân quả hả chú ha chú quả cái nghiệp dạ. Cái nghiệp mình thấy bây giờ cái tâm mình đừng có làm ác nhưng mà mình ăn nói đừng có thô lỗ quá mắc lòng nhau á mẹ dạ. Bạn tình mẹ bạn gắn tập đánh lại mình đỡ bây giờ lớn tuổi rồi mình cũng còn không còn muốn hơn thua gì hết chú ha thiệt không muốn hơn thua hả? Sống ngày nào đó mình nấy đó. Dạ. Đó chú thấy không mới sờ đó muốn chết rồi ngại chết cuộc sống thì nó cũng mỏng manh nhưng mà sống ở cái từng tuổi này rồi mình cũng không có ham muốn giàu sang để làm gì chỉ đủ thì ngày hai bữa là được rồi dưỡng sức khỏe là được không dạ. Cũng lao động dạ cái nghiệp của mình là đâu có bỏ được dạ sống qua ngày đã tháng rồi dạ ngoài mong ước ra chiếc xuồng thì chú có còn mong ước gì nữa không giờ tôi chỉ mong ước nhiều đó rồi ăn cúng kiến thôi cầu nguyện cúng đến ngủ nghỉ khi nào chết thì mình tới số thì đi cái một cái đường có báo con báo cáo rồi mừng lắm chứ thấy nhiều người nó bệnh rồi con cháu nó lo tội vô cái cha nó dành thấy tội luôn á công an vô làm là không được phải không phải ông bà trước đi cái một cái rồi dạ tuổi trẻ thì ai cũng từng có ước mơ nhà sang mặt đẹp chú ha cũng đó, cố gắng làm dành dụm đồng tiền để mà dưỡng già nhưng mà số phận của mọi người thì nó mỗi khác nhau mình muốn cũng không được mà không muốn cũng không được nên là nữ là mọi chuyện nó đều tùy duyên và thậm chí là tùy vào cái số phận của mình nữa ha chú ha số phận dạ số mình nghèo là nghèo cực khổ là cực khổ tôi thấy nhiều người cũng nghèo sơn người khác mà đâu có lao động nổi dạ mỗi khi bệnh tình chú ăn một cái con gói xôi ngon lành luôn biết ngon chứ hai gì là một bữa cơm thịnh soạn á ăn gì đó là thì đối với chú bên đúng không bên đối với chú thì cái việc mà chú chỉ cần ở cái tuổi này chỉ cần có đầy đủ sức khỏe cũng được là được rồi để mà lao động ngày nào qua ngày đó là được rồi bằng sống rồi chứ không muốn hơn thua gì nữa dạ bây giờ con nó có rơi có chỗ nữa rồi dạ bây giờ còn có gặp bà này ăn uổng chở gì già bả nuôi tu nuôi quả chứ không có làm mẹ con đủ sống chứ đừng có làm tội thêm nữa thôi dạ chú có nghĩ bao giờ mình có đủ số tiền mình chuyển sang nghề khác mình không bắt cá đâu cũng có thể tôi ước mong mà nếu mà có cuộc sống rồi là không có bắt cá ngày này nó tội luôn á bởi nhiều khi cá chết á nó cũng tội lắm chứ mày cá chết rồi mằn không nổi á bỏ trời ơi khô bây giờ tôi xỏ bởi nè
có 3-4 kg khô à. Khô cá phi, khô cá kiến à. Trong khi là làm nghề sông nước này nó ngộ cô bác anh chị. Nói nghề bà cậu á, khô dầm là hết tiền à. Đó. Hồi nào bây giờ chú thấy nghề bà cậu là không có khi nào mà có, nhưng mà ta tạm đủ được. Sinh sống đủ qua ngày được. Ừ, sinh sống đủ qua ngày được. Chứ không có khi nào mà dư được á. Tôi thấy là nghề đại nghệ người ta đó là trà là rồi có cái đánh cá biển rồi ha, mà nó tôi thấy cũng rồi, nó nghỉ rồi cũng rồi rồi chú ơi à. Không có nữa, cũng không còn được nhiều nữa. Bởi ông bà ta nói nhất phát cho Lâm về Lâm Hà Bá nghề nghiệp này là coi như sống tạm qua ngày được, mà chuyển nghề khác. Tại cái số dù cực rồi nó cùng cực thì nó không có cái nghề nào mà chuyển được hết. Làm mưu sinh cuộc sống không? Ừ, được chứ xuồng rồi nó khỏe rồi hết. Cái xuồng này là xuồng gấp mà chú nó khỏe. Ừ, mà vậy nó khỏe, khỏe là cái thời gian này lâu dữ rồi. Lâu dữ gì? Ừ, đưa chứ dễ ra. À, con gửi cho chú. Mua hút, thuốc hút. Chú cầm giùm con cầm cái máy rồi. Thôi chú uống nước trước đi. Trời ơi khổ, mình thấy khổ là biết rồi. Chú tính này hổm mà lội rồi chú thấy còn đau nữa. Còn hụt khử rồi. Áo khô. Áo khô á. Sợ ông bị cúm ông chìm. Ừ, sợ cúm chìm chết đi nữa thì cũng nổi rồi cái áo khô. Sợ bây giờ bẻ, sợ bị căng cơ cô bác anh chị. Nên có áo thì cũng đỡ hơn. Thôi bây giờ gì nè, con hôm nay tình cờ gặp chú, mua cá để ủng hộ chú thôi, con không có ăn. Nên con coi đây là cái phần con gửi cho chú, để chú mua thuốc, chú hút mỗi khi mà chú lạnh lạnh vậy. Ây, con gửi cho chú. Thôi chú nói vậy, đây cũng tình tôi cũng cực khổ, nhưng mà cũng gặp ở đây, gặp dịp chú thôi giúp đỡ cho tôi cũng mang ơn chú nhiều lắm ha. Dạ không có gì, con mua cá mà. Dạ. Gửi gắm mà gì cũng đỡ. Bỏ chỗ này. Kìa chú ngồi lên rồi kìa. Thấy không, nó quên đầu quên đít hết kìa. Rồi thôi con sớm sẽ giờ cô mang ơn các bạn chú nhiều lắm em. Vậy là bữa nay dân vô mánh chưa? Vậy là bữa nay là bằng 3 ngày. Con cố là tôi cũng mang ơn chú nhiều lắm đó. Dạ, dân vô mánh rồi đúng không? Dạ. Bữa nay là chú nhiều đó. Bởi tôi đã cá nhiều kìa thấy không. Mà chú bắt nó hết. Không, con không mua nhiều đâu. Mua ủng hộ chú thôi mà. Coi như mở hàng cho chú mua may bán đắt. Ủa, chú dân may bán đắt. À, bye bye chú. Con sẽ hẹn gặp lại chú vào ngày gần nhất. Cũng chúc cầu chú đại lộ bình an nha. Dạ. Dạng sự điều như ý đi. Dạ chú. Chú giúp gì cũng mang ơn hết. Dạ chú. Dạ. Rồi con chào chú ha. Dạ.